Rồi. Hãy ngước mặt nhìn.
hết hả? Rồi. Hết rồi. Hết, nhạc vào làm tiếp luôn. Ủa, chỗ này giống giống như ta. À, okay. Nó lên hình nó đẹp quá chị. Lên hình đẹp luôn á. Để đèn khác đi. Có ai có bó cái bây giờ hả Hải, bây giờ làm trước gần gần đây nè Hải. Gần cái thấy bờ hồ luôn. Ừ, thấy bờ hồ luôn rồi. Chị quá đẹp rồi. Quấn cảnh đẹp và đẹp lắm rồi. Quá là đẹp. Chỗ này rất là. Để đây nè Hải, đây là khung cảnh thủ tinh. Cái hồ vậy, trước hồ. Rồi. Giờ đây nhạc gì đây? Để nhạc nào đó. Giờ đổi cảnh khác. Thôi muốn múa nữa đi. Múa xong rồi đi. Để chị múa hoài sao múa hoài ta coi ta chát nữa. Ừ, phải thay đổi cho nó. Thì quay đi, Hải quay đi. Đừng nó phải quay đó. Hai cái chân rớt nước. Cái chân té nước. Má xuống nước là rồi đó nha. Nơi đây khung cảnh hữu tình. Cùng nhau đi dạo cho chúng mình cùng vui. Wow, đã chưa? Wow. Mọi người đặt thơ thơ đi. Rồi, tiếp theo. Sao em vậy? Rồi, như vậy giờ đi tiếp lên trên kia phải không? Đi. Đi. Thích Thảo làm thơ đi. Mình làm thơ. Mà thơ con cóc. Mình làm thơ con cóc. Bây giờ mình làm thơ đi. mình làm thơ, nó không có ra thơ. Mình làm thơ con cóc thử cho mình. Thơ em để trong nhà. Thơ anh để dạo nhà người ta. Hôm nay hôm nay cho nên cái mình tổng hứng. Hôm nay đi dạo ba dông, thấy chưa? Đi dài ba thước thì dông về nhà. Đúng rồi đó, thấy chưa? Ngoài mấy cảnh này cho nó hữu tình chứ đẹp cảnh này. Cảnh đẹp quá chừng luôn. Hết sảy luôn. Vô phim cũng hay hết. Vô phim đẹp lắm á. Ở đây nè, vô ngồi băng luôn đi. Vô ngồi băng luôn. Cái này ngồi không được đâu á. Được, được. Cái này ngồi vô một cái là in dấu luôn. À, được, được, được. Ngồi được, ngồi được. 6 người ngồi. Ngồi luôn, ngồi luôn. Được, ngồi đi được nè. Để vô ngồi chụp. Mấy ông ngồi đi. Mấy ông ngồi đi. Chân mấy ông ngồi. Mấy ông ngồi nè. Mấy ông ngồi nè. Sao? Giờ lắm. Dạ. Sạch. Rồi bé me ơi. Chỗ này dơ nè. Mấy ông có sao? Bé me vậy nè. Không, mấy bà ngồi đi mình đứng sao? Anh cứ kiếm đứng đây, phát đứng kia. Thôi thôi, kiếm đứng trên giữa. Đằng kia. Ngồi đây ăn ăn khớp. Đó, hãy vô. Hãy bên kia. Vô chưa? Chào bà con cái nè. Đây chào bà con cái nè. Hello, xin chào bà con. Sau cái cuộc hành trình dạo quanh bờ hồ đến đây, anh chị em chúng tôi xin chào tất cả. Chào. Bye bye. Hồi này có cây bông hồng đẹp quá. Đây đi tiếp. No, chưa. Đi tiếp mà. Tiếp nữa chứ, tiếp hoài vậy đó. Chưa đổ mời. Vậy sao kêu tôi chào? Chưa đổ mời mà khóc không được. Mình hôm nay trời đẹp quá chừng. Ôi, trời này vô đứng trong đám cỏ thì chụp cũng đẹp nữa. Chúng tôi đi bộ. Vô đứng đó quay cũng đẹp lắm đó. Vô đứng đó đó. Hôm nay trời đẹp quá chừng. Chúng tôi đi bộ trong rừng để vui. Hay quá. Đúng là thơ con cóc. Thơ cóc và con ếch. Cao quá.
Ngồi chỗ đó cũng được nữa đó. Về tới nào ngồi chỗ đó vậy đó. Đó rồi ngồi đây đi, ngồi đây đi. Ngồi vô, ngồi vô, ngồi vô. Rồi vô. Rồi, ngồi trước nè. Đây hết. Các bạn ngồi bàn đi, bàn đi. Thôi ngồi đây chứ thông thả ngồi. Khác chưa thấy kìa. Chị ngồi đây. Giờ vô. Cục hứng, cục hứng. Gà nói gì không? Ông tha chưa giỏi. Trời ơi, thông lên nói không nên lời. Nuốt nhầm đi thương mắc ngàn. Quá già. Nó không nên lời. Quá già. Ủa sao không thấy ba nàng tiên ở đâu vậy bộ? À, đây, ba nàng tiên và ba chàng. Che lại. Ba chàng gì? Ba chàng gì? Được chưa? Được chưa? Pháp thủ Ngự Lâm. Nãy giờ mình đi một chút giờ mệt. Đó, thủ Lâm. Quá già. Ôi làm cái cái nhớ thấy nguyên một cái gì á, nó lên nó thả cái bơm bơm lên nè, lên thủ cái đó là cái đó là chết rồi, thả lên nó thả gì chưa, đi anh đi đi hồn thân lân lân bữa nay vô đó, mình vui quá rồi đó. Đi tiếp nữa đi mấy cây số đó nha, đây cảnh này cũng đẹp thế nè. Đây là đi đây là đi ra nè. Đi đây là đi ra nè. Còn đó đi vô nữa. Ngồi vô trong gì nữa, trong đó có gì đâu. Đây mình đi ra đây nè. Rồi, mình phải đi theo đa số rồi. Giống chó đó, tăng lăng này.